Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Salavan. Tại đây, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ân cần thăm hỏi đội ngũ giáo viên người Việt đang công tác tại trung tâm, động viên các thầy giáo, cô giáo cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm việc với Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Salavan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cán bộ giáo viên và học sinh tại đây. Những đề xuất của trung tâm thành phố ghi nhận và sẽ tổng hợp bổ sung vào kế hoạch hỗ trợ, hợp tác trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn trung tâm tiếp tục trở thành địa chỉ quảng bá tiếng Việt, kết nối tình đoàn kết giữa hai địa phương Đà Nẵng Salavan. Dịp này, thành phố Đà Nẵng trao tặng trung tâm 2 máy tính xách tay và 10 máy tính bảng.